Chúng tôi đang chạy, thưa quý khán giả, 99.9% là Việt Nam. Tất cả những người ở đây hầu như đều là Việt Nam hết. Nhà cũ hay nhà mới hay nhà sửa lại hay nhà tân trang, khu vực này là hầu như nhà Việt Nam. Trừ những cái chiếc xe mà rất là xe thường thường, loại xe mà pick up sẽ đa dụng đó, chở đồ đó, thì đa số là mấy anh Mễ. Và những cái nhà như kiểu mà anh đại ca Trách Cà Đao nói, mà xe càng đậu nhiều đó là những nhà nghèo. Không phải là họ nhà nghèo, mà ý của anh đại ca Trách Cà Đao, nghèo thì phải cho đi thuê phải không, đúng không? Họ cho thuê mỗi một nhà đó. Thí dụ như là họ làm thêm phòng 4-5 phòng như bà Trần Thanh Hiền á. Nhà thì có 3 phòng thôi, nhưng bây giờ lên thành 5 phòng. Thì mỗi một cái phòng nó cho thuê được $500. 2 phòng là được 1.000. 3 phòng được 1.500. Thì dư sức trả tiền nhà rồi. Thành ra họ nghèo, nhưng mà thật sự rằng họ là giàu. Nhưng nhà báo thì khác, nhà báo nghèo thì nghèo nhưng cũng không có thể là ở chung được. Đây là những cái chung cư, quý vị thấy rằng ở bên này đó, là chỉ có 2 tầng. Lên trên lốt thì rất nhiều, 3 tầng, 4 tầng có, 5 tầng có. Nhưng mà cỡ khoảng chừng đó là 10 tầng trở lên thì rất là khó, dù là ở bên lốt. Lý do bên Mỹ này đất rộng, người thưa, thành ra tha hồ. Bên tay phải chúng tôi đây là một khu chợ mà của ông Bùi Thọ Khang, tức chợ Sài Gòn. Nơi đây là tôi gọi là nghĩa địa chôn vùi tờ báo Việt Weekly. Lý do cuộc biểu tình ở đây, nhóm ông Phan Kỳ Nhơn hồ hởi phấn khởi tới làm cuộc biểu tình Việt Weekly. Không cho bán báo Việt Weekly được, nhưng mà tại sao lại cử người đi vào trong đó để mà quay phim và chụp hình? Đây này, đây này, đồ Việt Nam này, đây này, đây là hàng Việt Nam. Bây giờ hàng Việt Nam bán đầy. Hôm nọ chúng tôi trong cái hội luận, chúng tôi có nói về cái vụ mà nước mắm, thì chúng tôi được biết nước mắm Phú Quốc đó đã được một công ty Hồng Kông họ mua, nhưng mà nước mắm vẫn sản xuất tại Phú Quốc, vẫn mang nhãn hiệu Phú Quốc, nhưng họ đều là product of Hồng Kông, chứ không phải là người ta sợ không dám đề tên là made in Việt Nam. Bằng chứng là bây giờ vào trong chợ đầy hết hàng made in Việt Nam, kể cả mứt, thưa quý khán giả. Và bữa trước quý vị đã nhìn thấy rằng chúng tôi đã mua bánh trung thu cũng của made in Việt Nam. Và hôm qua chúng tôi chụp một vài tấm hình mì, 2 cua, 2 con tôm made in Việt Nam. Bây giờ đó, chúng tôi nói thẳng rằng á, cái lực lượng mà cái kiểm tra kinh tế của ông Phan Kỳ Nhơn đã chết rồi. Có một cái nick ở trong YouTube chúng tôi không xóa, nói rằng cái thằng già này nó nói giọng điệu giống cộng sản quá đi, tại sao không có dùng những cái lời lẽ khác. Người ta nói rằng cái gì hay, cái gì đẹp thì mình nên bắt chước. Thì thật sự rằng tôi không có nói cái gì cộng sản hết, mà tôi chỉ lặp lại cái lời của ông Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống của quý vị nói: đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì người cộng sản làm. Thì bây giờ tôi nhìn thấy 43 năm họ làm cái gì cho đất nước mình. Và qua cái hải ngoại này đó, thì chúng tôi nhìn thấy những cái gì quý vị làm cho đất nước Việt Nam. Yêu nước không có nghĩa rằng mình cầm cái lá cờ để mình phản đối cái này phản đối kia, mà những cái chuyện rất là vô duyên nhé. Người nghệ sĩ họ qua đây họ hát cũng bị cấm, sách và sách báo giờ cũng bị cấm, đi Việt Nam cũng bị cấm. Lần đầu tiên các nhà báo chúng tôi ngồi đố với nhau ở trên phi trường Los Angeles, đố là Ngô Kỷ có, khi mình về đó thì Ngô Kỷ có kéo quân lên để biểu tình hay không.
Tôi là người nói ở Việt Nam á, thách Ngô Kỳ dám làm á. Tới mà cái chỗ phi trường Los Angeles mà đứng biểu tình một cái là nó cung cả cụm. Cái xe mà đậu xuống rồi thả khách á, quý vị chỉ cần đậu một phút thôi cái là cảnh sát nó tới đuổi đi. Đừng có nói xa xôi. Ngay cả Việt Nam mình cái phi trường Tân Sơn Nhất là cái những cái phi trường đó, xe đậu thả khách xuống là phải chạy. Nhưng mà thật sự luật lệ Việt Nam thì nó cũng có lỏng lẻo. Cũng có lỏng lẻo thật chứ không phải không. Có nhiều xe đậu đó cả 5-10 phút chẳng thấy ai nói gì hết. Tôi nghĩ rằng xe của ông lớn. Thì trở lại cái vấn đề ở bên này. 43 năm, ok. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói rồi. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì người Cộng sản làm. Thế quý vị nhìn đi. Bốn ông Tổng thống Mỹ đi tới Việt Nam trong 10 năm. 21 nguyên thủ quốc gia đã có mặt tại Đà Nẵng trong APEC 2017. Trong số những nguyên thủ quốc gia đó là toàn những lãnh đạo cao cấp của những quốc gia đang nắm vận mệnh của thế giới. Tổng thống Putin, ông Tập Cận Bình, Lý Hiển Long, ông Abe, ông Justin Trudeau, toàn là những cái quốc gia gọi là nắm sinh mệnh của thế giới tới Việt Nam và nắm tay với lại Chủ tịch Trần Đại Quang, nắm tay với lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy chúng ta còn đòi hỏi gì nữa không? Bởi vì không đòi hỏi được nên mới ức về cái ức chế đó, nó tiết ra trong cái bản phím rồi gõ cọc. Nói bậy nói bạ. Cái cộng đồng Cộng hòa Bôn Sa này chết rồi. Chống. Ông Phan Kỳ Nhơn tuyên bố rằng muốn chống Trung Cộng phải chống Việt Cộng. Muốn chống Việt Cộng thì phải diệt Việt Gian. Việt Gian đầu tiên là Đoàn Trọng, không diệt được. Một tổ chức họp báo đàng hoàng, không diệt được. Còn Việt Gian Nguyễn Phương Hùng thì diệt mấy năm nay này. Tôi nói chúng tôi không phải Việt Gian. Những người nào đang chửi đất nước Việt Nam mà đang quay về đó, quay đầu với quê hương, đó là...